biên độ cây nến ngày hôm qua. Thì trước khi đó mình xét dùng biên độ rồi mình qua hát một. Thì kèo của mình là kèo bay. Bay thì bay ở dưới. Bay thì bay ở dưới. Tại bay ở dưới giá lên mới có tiền. Bay ở dưới thì kéo từ dưới lên. Chưa? Thì mấy cái mẹo mới nhớ nha. Chứ còn cái mẹo đi nhớ để dùng cái thước á. Bởi vì lộn sẽ quần quà. Bây giờ bay thì khi giá giảm xuống dưới thì mình bay lên. Thì có 3 vùng để bay. Thì thứ nhất, cái vùng này giá giảm xuống tới đây bay lên. Cái vùng thứ hai là cái vùng sở trường của mình ở đây. Và cái vùng thứ ba là từ đây xuống, là thường cái vùng này thường đánh hồi mà thường xuống mà xuống tuốt cái này luôn nè, mình chơi mình tới xuống cái này. Đó. Thật ra thì hiếm thì nó xuống tới đây đó. Hiếm đúng rồi, mà nó vô xuống là dường như là 99% là cái tiền. 99% rồi. Đúng rồi. Chỉ bằng tiền thôi, chứ cách nào. Thầy còn xuống đâu mà chạy. Đúng rồi. TTB, TTB đó là chưa nói được. À, bây giờ này xuống. Đó, nguyên cái cây này hiếm giá, giá xuống. Nếu giá xuống, nếu giá giảm thì màu đỏ cho nó dễ đi. Nếu giá giảm xuống thì mình bay xuống vùng này thì bay lên. Bay bay cho cây màu xanh.